mình về, về làm một chiếc lá đa sông về. Xin chào tất cả các bạn. Có một chuyện buồn cười quá tôi hôm nay muốn chia sẻ với các bạn. Đó là vì từ nhiều lần tôi đã nói về đầu ra và đầu vào, mà vẫn còn nhiều bạn vẫn chưa hiểu hẳn hoàn toàn đầu ra là cái gì và đầu vào là cái gì. Thế thành thử ra là tôi cũng vẫn có cái ám ảnh là để mình tìm một cái hình ảnh nào, một cái trường hợp nào để mà mình có thể minh họa cái điều rất kỳ lạ này, là cái gì là đầu ra và cái gì là đầu vào. Thế thì hôm qua tôi đi cắt tóc các bạn ạ. Tôi đi cắt tóc thì nó có xảy ra một cái chuyện rất là buồn cười, nhưng mà có lẽ đối với các người trong cuộc ấy, thì nó cũng chẳng có vui vẻ gì đâu. Đó là một cuộc cãi nhau giữa thợ cắt tóc và một người khách khó tính. Thế thì cái chuyện cãi nhau thì nó đơn giản thôi, là bạn hớt tóc thì nói rằng là: thưa anh, em là kéo vàng, em có bằng cấp rất là cao, em cắt cho anh một cái đầu thiệt là đẹp mà em rất tâm đắc, và phải công nhận là tất cả các bạn và đồng nghiệp của em ở trong tiệm này, tức là những bạn cùng hớt tóc với em, là đều thấy rằng là em cắt rất là đẹp và lúc nào em cắt cũng đẹp. Thế nhưng mà em rất xin lỗi anh là bởi vì anh là khách hàng mà anh lại không vui. Khách hàng nói rằng là: em à, tôi nói với em là phải cắt như thế này, phải tránh cái nọ, tránh cái kia, mà tôi thích tóc dài phía này, tóc ngắn phía kia, tém nó như thế nọ mà rồi đấy. Thế thì em không làm như thế, em làm theo ý của em. Và bây giờ đó thì tôi không bằng lòng cái đầu của tôi tí nào. Thế thì cái người hớt tóc nói rằng: anh ơi, đầu của anh đẹp lắm mà rất hợp với anh. Thế thành thôi thì anh không vui thì em cũng xin lỗi. Nhưng mà thiệt tình là em làm thế này là hết sức và tốt nhất có thể cho anh, và mọi người đều công nhận là đẹp. Khách hàng lại trả lời và nói: em ạ, tôi là khách hàng, tôi là vua, xin em đừng có nói thêm một lời nữa, làm tôi phiền lòng hơn nữa. Lần sau đó thì tôi không có trở lại đâu, bởi vì rằng là em làm theo ý của em mà em không làm theo ý muốn của tôi. À ra thế. Thế thì đây là cái câu chuyện đầu ra đầu vào rõ ràng rồi. Mà lần này thì nói chuyện đầu thì là đâu ngờ là nó là chuyện hy hữu, là mình lại nói về cái đầu thật, là cắt tóc trên đầu. Bạn ạ, cái người hớt tóc ấy, người ta có tài ba đến đâu chăng nữa đó, và người ta có cắt đẹp mà người ta nghĩ là đẹp đến đâu chăng nữa, thì vẫn là ý thích của cái người cắt. Cái đầu mà được cắt đó, gọi là đầu đầu vào. Và nếu mà đồng nghiệp của bạn hớt tóc này mà có thấy nó đẹp chăng nữa thì cũng là cái phía đầu vào. Tức là người ta có cái tài nào đó, người ta có một cái dịch vụ nào đó, người ta có một cái những giá trị nào người ta trao cho khách hàng, cái đó nó gọi là đầu vào. Thế nhưng mà khách hàng ấy, thì họ lại muốn có cái đầu ra. Có người muốn tóc dài thì bị cắt tóc ngắn, có người muốn tóc ngắn thì bị cắt tóc dài, có người muốn làm tém thì nó lại không tém, nó lại thẳng. Thế rồi có người muốn bắt tờ dài mà bị cắt ngắn đi. Mà ai quyết định hộ? Đó là người hớt tóc, tức là đầu vào nó quyết định hộ mình. Mình khó chịu, và đôi khi khách hàng còn phẫn nộ nữa là đằng khác. Thế các bạn ạ, cái đó là đầu ra đấy, là khách hàng đấy. Thế thì tất nhiên khi mà mình đi thi một cuộc thi sắc đẹp thì cái đầu vào rất quan trọng, bởi vì cái sắc đó là sắc đẹp của mình. Rồi giám khảo vẫn là đầu ra. Khi mình đi hớt tóc ấy, thì rõ ràng cái đầu vào là cái tài ba của cái người hớt tóc. Người ta có cái nghệ thuật trong tay và người ta cắt đẹp nhất có thể. Thế nhưng mà cái đầu ra đó là khách hàng, là người ta có thích cái bộ tóc của người ta không. Trong cái chuyện đầu ra đầu vào đó, nó không có phải là chỉ có đơn thuần đầu ra hay đầu vào đâu, nó có vấn đề văn hóa. Tại vì bây giờ nhé, nói chơi cho vui thôi. Cái bạn đi hớt tóc, bạn đi, văn hóa của bạn là văn hóa của cái khu vực bình dân ở đâu đấy. Thế còn cái người đi cắt tóc thì có khi người ta lại là một đại gia mà muốn cắt tóc giống theo ông Bill Gates, hay là giống theo ông Warren Buffett, hay là giống theo ông Elon Musk thì sao? Thế thành ra người ta muốn tạo một cái hình ảnh cho chính mình thì người ta mới đi tới cái tiệm cắt tóc mà có cái kéo vàng để cắt. Thế nhưng mà kéo vàng thì nói rằng: em kéo vàng là em cắt cho anh là kiểu nào em cắt cũng đẹp hết.
để cho em chọn hộ anh. Thế nhưng mà khi em chọn hộ anh á, thì kéo của em thì vàng thật, nhưng mà biết đâu là cái trí thức của em, cái óc sáng kiến của em đó, nó lại không vàng như là cái kéo vàng của em. Bởi vì rằng là em lại có cái văn hóa như thế này như thế nọ, trong khi anh ấy muốn cái cắt tóc để mà đi phù hợp với một cái thành phần xã hội nó có cái văn hóa như thế nọ như thế kia, thế thì nó không phù hợp. Thế rồi đầu ra của anh, tức là cái đầu của anh ấy, anh cũng phải đem về cho vợ xem, được cho con xem. Đã. Em cắt như thế này thì con nó sẽ chê, vợ sẽ chê. Thế thành thử ra em ý của em, nhưng mà thật ra là cuộc sống là cuộc sống của anh. À, thế thành thử ra bây giờ đó các bạn ạ, chẳng phải nói nhiều lời. Các bạn khi buôn bán hay là các bạn làm bất cứ một cái dịch vụ gì cho ai, các bạn đừng quên một chuyện là cái tài của các bạn đã đành là cái điều rất là quan trọng. Đã đành rồi. Thế nhưng mà ý thích của khách hàng mới làm cho bạn bán được nhiều hàng hơn, làm cho bạn trôi được nhiều dịch vụ hơn. Thế thì thưa các bạn, bây giờ tôi mong là các bạn nhờ cái đầu và đầu cắt tóc mà nó minh họa cho đầu ra, và cái tài cắt tóc nó minh họa cho đầu vào, thì các bạn hiểu bây giờ rõ là đầu ra và đầu vào như thế nào nhé. Bạn hãy chiều lòng cái người khách hàng, đoán ý của họ một cách đích thực, và làm đúng theo cái ý muốn của họ, và làm đúng, trao cho họ tất cả những mùi vị, những màu mỡ, những cái hình thù mà họ thích, để cho họ có được cái chân dung đúng như là họ muốn. Thì như thế là đầu ra của bạn đó bạn ạ. Và nếu mà bạn mà bán hàng theo đầu ra thì biết đâu họ tới mua bạn cam, họ sẽ đòi ăn cam chua, bởi vì là họ thích ăn cam chua. Biết đâu là họ tới mua mít của bạn, họ thích ăn mít chín ủng, trong khi chính bạn bảo rằng là mít mà chín ủng thì chắc nó không ngon, nó không thơm, mùi nó sặc sụa. Hoặc là người ta thích ăn táo, người ta thích ăn táo giòn, nhưng người ta không thích ăn táo mềm. Thế thưa các bạn, ý của bạn là đầu vào nó rất là quan trọng, nhưng mà cái đầu ra, tức là ý của khách hàng, mới làm cho bạn bán được nhiều hàng, làm cho bạn trôi được nhiều dịch vụ của bạn nhé. Thế lần này thì tôi mong là bạn đã hiểu đầu ra và đầu vào nó mang những ý nghĩa gì, và đã giúp cho bạn thành công như thế nào. Xin chào tất cả các bạn. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây.